đứa trẻ mới chào đời, đã bị cha mẹ ruột ném vào hòm công đức. Hành động này khiến mọi người đều choáng váng, may mắn đứa bé không có vấn đề gì, mọi người đều khâm phục lòng dũng cảm của đôi cha mẹ này. Nhưng cha mẹ của đứa bé lại khóc không ra nước mắt. Cô ấy nói rằng đứa trẻ chỉ là không cẩn thận rơi vào. Khóc lóc muốn ôm đứa con đi, nhưng các nhân viên không có ý định giao đứa trẻ cho họ. Hắn ta nói đó là số phận của đứa bé, hơn nữa đây không phải là một đồ chứa bình thường. Đứa bé đi hay ở sẽ do bà Đồng quyết định. Bà Đồng xuất hiện trong tiếng hoan hô của mọi người, biết được đứa bé rơi vào hòm công đức, bà Đồng cũng vô cùng ngạc nhiên. Mẹ của đứa trẻ vội nói lời hay, nhờ sự bảo vệ của ngài trên người đứa bé không chút chảy xước. Nhưng ở phía dưới ai đó hét lên, những gì rơi vào hòm công đức, muốn lấy lại thì phải bị trời phạt, vì vậy đứa trẻ bây giờ đã thuộc về ngôi đền. Mẹ của đứa trẻ cầu xin lòng thương xót, thấy vậy bà Đồng giả vờ trao quyền quyết định cho nữ thần. Nhưng khi cô ta quay người lại, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ ác độc. Nếu hôm nay tôi trả lại đứa trẻ này, thì rất có thể trong tương lai, mỗi người sẽ yêu cầu tôi nhưng trả lại các khoản đóng góp của họ. Điều này tôi không thể chấp nhận được. Nữ thần đã trả lời tôi rằng cô ấy nói đứa trẻ này là người được thần chọn. Nó không thuộc về bất kỳ ai nên đứa trẻ chỉ thuộc về ngôi đền. Thấy cha mẹ của đứa trẻ không có ý định nhượng bộ, bà Đồng bắt đầu kêu gọi tín đồ của cô ta, nói rằng chỉ cần đứa trẻ này bị trả lại, nơi này sẽ gặp phải một thảm họa lớn. Sau đó cưỡng ép đuổi cha mẹ của đứa trẻ đi, bà Đồng giao đứa trẻ cho người phụ nữ vừa lên tiếng nuôi nấng. Để trừng phạt việc cô ta nhiều chuyện, người phụ nữ vô cùng tức giận, đầu tiên là đặt đứa bé xuống đất, sau đó thì đặt đứa bé lên bàn và đi ngủ. Đêm đến, đứa bé khóc không ngừng nghỉ, nó muốn lật người nhưng phía dưới toàn là nước. Thời khắc nguy hiểm, đứa bé bị ôm lấy, thì ra là mẹ ruột của đứa bé. Hai người họ vừa đến tìm cảnh sát, nhưng cảnh sát không chỉ không giúp đỡ, thay vào đó còn cưỡng chế đuổi họ đi. Vì vậy, họ chỉ có thể lén ôm đứa bé đi. Nhưng vẫn bị phát hiện, đứa trẻ bị Sinta mạnh bạo ôm đi. Có người sẽ nói tại sao cha của đứa trẻ không chống lại. Trong tim của các tín đồ, sự tồn tại của các tôn giáo ở Ấn Độ như thần thánh. Vì vậy họ không dám chống lại, mặc cho Sinta xua đuổi bọn họ đi. Không có cách nào khác, hai vợ chồng lại tìm đến luật sư. Nhưng lời của luật sư khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng. Hai người có biết bà Đồng có bao nhiêu tín đồ không? Hơn 1 triệu người, nếu như tôi nhận vụ án này, những kẻ cuồng tín đó sẽ đốt nhà tôi. Một người một ngụm nước bọt cũng có thể giết chết tôi. Nhưng anh là một luật sư, luật pháp sẽ bảo vệ chúng ta. Rõ ràng người phụ nữ có chút ngây thơ. Nhưng đúng lúc này họ nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc của con họ. Hóa ra là bà Đồng. Nếu muốn ôm đứa bé về thì nhanh đến đây. Nếu không cả đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy đứa bé nữa. Hai vợ chồng vô cùng vui vẻ. Nhưng họ thực sự sẽ đón được đứa bé về ư? Bà Đồng đem đứa trẻ bỏ ngoài nhà, sau đó liền vào nhà, mà không biết rằng một con hổ đang đến gần đứa bé. Có vẻ như không thể tránh khỏi một bi kịch. Lúc này mẹ ruột của đứa trẻ đội mưa chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, cô ấy lao đến mà không cần suy nghĩ. Nhưng sau đó kỳ tích đã xảy ra. Con hổ nằm xuống bên cạnh đứa bé làm một con mèo ngoan ngoãn. Thấy vậy người chồng kéo cô ấy lại. Bởi vì đám đông đã vây quanh đứa trẻ, họ hoan hô rằng đứa bé là nữ thần giáng xuống trần. Mọi người đều nghĩ con hổ đã được đứa bé thuần hóa. Thậm chí còn có người quyên góp tài vật cho nó. Điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của bà Đồng, người muốn trả lại đứa trẻ cho mẹ ruột của nó. Nếu như bản thân đã có được cây dụng tiền, vậy tại sao không tận dụng nó? Rita đích thị là con gà đẻ trứng vàng, nhưng không biết rằng con hổ là bị cảnh sát bắn chết. Những người dân làng ngu dốt coi đứa bé là một vị thần. Những tín đồ điên rồ này thật không có thuốc chữa. Cha mẹ ruột của đứa trẻ không thể chịu đựng được nữa. Đứa con của mình bị người khác dùng làm công cụ kiếm tiền. Nhưng bây giờ đi giành đứa bé về khẳng định sẽ bị tín đồ đánh chết. Nhân lúc không có ai xung quanh, hai vợ chồng bí mật ôm đứa trẻ đi. Nhưng trời mưa quá to khiến họ không thể đi được. Không có cách nào khác, họ trộm một chiếc xe. Trùng hợp lại tình cờ gặp được Seti và Sinta đang giết một cảnh sát ngay trên đường. Hai vợ chồng hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng kỹ năng lái xe của người chồng quá tệ, xe tải trực tiếp đâm vào gốc cây. Không chỉ bản thân bị thương nặng, đứa trẻ cũng văng ra khỏi xe. Lúc này, Seti cầm dao đuổi theo. Hai vợ chồng liều mạng đấu tranh, nhưng vẫn không địch lại Seti và Sinta. Sinta đâm một dao vào thắt lưng của người đàn ông. Người phụ nữ cũng bị Seti đâm mấy nhát. Đứa trẻ tội nghiệp chứng kiến cảnh cha mẹ ruột của mình chết thảm dưới đao của kẻ khác. Nhưng đứa trẻ dường như cảm nhận được nguy hiểm. Cô bé thế mà lại không khóc. Xem ra số phận đứa trẻ được định sẵn là không tầm thường. Tà giáo này thật sự hại không ít người. Nếu cặp đôi không đến dự lễ hiến tế của tà giáo, thì tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Người mẹ nhìn chằm chằm vào Seti trước khi chết.
Cô ấy đã nguyền rủa cô ta và nói rằng nữ thần sẽ khiến cô ta chết không toàn thây. Seti liền phá lên cười, tôi là hiện thân của nữ thần, cô muốn khiến tôi không chết toàn thây sao? Cô muốn tức chết tôi để kế thừa vinh hoa của tôi à? Sau đó, đâm một nhát thật mạnh vào người người phụ nữ. May mắn thay, bọn họ không phát hiện đứa trẻ. Cùng lúc đó, Seti vì để thoát tội, cô ta tham gia lễ tang của vị cảnh sát đó. Trước mặt mọi người, cô ta nói rằng bố mẹ của Rita không nên chống lại quyết định của nữ thần. Nếu không phải do bọn họ cương quyết muốn đem đứa trẻ đi, nữ thần sẽ không trừng phạt bọn họ, như vậy cảnh sát cũng sẽ không vì bảo vệ bọn họ mà chết. Chỉ vài câu nói đã tẩy sạch bản thân không chút tì vết, thậm chí còn ra vẻ đạo mạo mà đem bản thân biến thành hiện thân của chính nghĩa. Cô ta chỉ trích tất cả là lỗi của Angela, là do cô ta không quan tâm đến đứa trẻ này, mới khiến bố mẹ đứa bé có cơ hội đưa nó đi. Cuối cùng dẫn đến bi kịch này xảy ra, nữ thần rất thất vọng về cô ta, còn tuyên bố rằng chỉ có hiến tế mới làm dịu đi cơn thịnh nộ của nữ thần. Nữ thần yêu cầu Angela cạo trọc đầu trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa còn phải lưu đày cô ta 7 năm, Angela quỳ xuống trước mặt mọi người. Cô ta rơi xuống nước mắt tủi nhục, trừng mắt nhìn mái tóc của mình bị cạo sạch. Cô ta thề rằng nhất định sẽ khiến Seti phải trả giá đắt, trong nước hình như có gì đó. Cả nhóm người trên bờ thi nhau bàn tán. Đột nhiên một đứa bé xuất hiện, cô nói đó là chị Rita, cô bé đã ở đó cả tiếng đồng hồ. Người đàn ông nói Rita nhất định đã chết đuối, nhưng người khác lại nói không chắc, Rita từ bé đã có nữ thần bảo hộ. Vừa dứt lời, Rita ngoi lên từ dưới nước, trong tay còn như đang cầm thứ gì đó. Hóa ra là đồng xu, xem ra Rita từ nhỏ đã là một đứa trẻ mê tiền. Đôi mắt long lanh của cô thật sự khiến người ta yêu thích. Em gái nói em tưởng chị đã chết đuối rồi. Rita lại nói bản thân có nữ thần bảo vệ. Người phụ nữ nói cô bé thật ngốc nghếch, nếu không thì sao lại mạo hiểm tính mạng đi nhặt đồng xu cơ chứ. Rita lại nói những đồng xu này có thể cứu người. Cô bé đưa đồng xu cho một người đàn ông. Hóa ra cô bé dùng số tiền này để cứu chú chó. Nhìn chú chó này có vẻ không thông minh, bạn xem nó còn không biết cười. Em gái Rita nói mẹ sẽ không cho nuôi chó, nhưng Rita vẫn muốn thử xem giới hạn của mẹ, mà người mẹ trong lời cô bé nói chính là Angela. Lúc này kỳ hạn 7 năm đã tới, Angela quyết định trở lại thôn cũ. Cô mở chiếc túi trong tay, lôi ra một nắm tóc, bà vĩnh viễn không quên được bà đồng đã sỉ nhục mình thế nào, rồi đã ép bà rời quê hương ra sao. Người chồng hiểu Angela vẫn luôn sống trong thù hận, nhưng anh càng hy vọng Angela có thể coi đó là một cơn ác mộng. Bởi vì thế lực của bà đồng quá lớn mạnh, nhưng Angela lúc này, suy nghĩ báo thù của Angela đang rực cháy trong lòng, bởi vì Angela đã tìm ra được người có thể lật đổ bà đồng. Đó chính là Rita, 7 năm trước vào đêm mà Angela bị khai trừ khỏi thôn. Khi đi qua rừng đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Hai người lập tức nhận ra đó chính là Rita, Rada định đem con bé giao cho bà đồng. Vậy thì tội danh của anh và Angela sẽ được rửa sạch. Nhưng Angela lại thấy gặp được đứa bé này nhất định không phải trùng hợp, mà nhất định là vũ khí báo thù mà nữ thần ban cho. Nếu như bà đồng đã khiến cô mất hết mặt mũi trước mọi người, còn cắt đi bộ tóc mà cô coi như sinh mạng, vì để báo thù cô sẽ nuôi đứa bé trở thành một con dao sắc bén. Cô muốn bà đồng thân bại danh liệt. 7 năm qua Angela cực khổ nuôi dưỡng Rita. Mỗi lần cô bé hỏi mẹ sao chỉ có mình cô đeo chuông vàng, Angela vẫn luôn giấu giếm thân phận của Rita, nói rằng đây là ơn phúc của nữ thần, mà Rita đáng thương tưởng rằng mẹ rất yêu cô. Thực tế Angela chỉ coi cô bé là công cụ báo thù. Cô phải dùng Rita để thay thế vị trí của bà đồng. Hôm sau vì sợ chú chó bị mẹ phát hiện ra, Rita chỉ đành giấu chú chó trong một chiếc chum. Nào ngờ đó lại là hòm công đức ở miếu của bà đồng. Đợi khi Rita biết thì chiếc chum đã bị đưa đi, cô bé vội đuổi theo. May rằng trước mặt có đèn đỏ, nhân lúc đèn đỏ cô bé trèo lên xe thành công cứu được chú chó. Nhưng đúng vào lúc này xe cũng lăn bánh. Mỗi lần bà ta rửa chân đều có thể gầy đi vài cân. Người hầu đổ thứ nước đó lên chân bà ta, một người phụ trách việc rót nước, một người phụ trách việc rửa chân. Thứ nước rửa chân cho bà cũng phải vài cân. Bà ta đầy cảm giác thành tựu, người hầu cũng vui vẻ tươi cười. Sau đó người hầu lại bê nước rửa chân của bà đồng để chuẩn bị đổ vào chum. Đổ nước vào chum đi. Thế là người hầu bắt đầu múc đổ vào chum. Đột nhiên trong đó có gì động đậy, người hầu không biết gì vẫn cứ đổ nước vào trong. Bà đồng nói sẽ đem tiền xu chia cho tất cả tín đồ. Đám tín đồ hô hào bà đồng vạn tuế. Bà đồng cho tay vào chum, không ngờ thứ cầm lên không phải là đồng xu, mà là một cô bé. Mọi người ngây ra, không ngờ nước rửa chân của bà đồng lại có thần lực như vậy, lại có thể biến ra người sống.
Hôm nay vốn là sinh nhật của bà Đồng, nhưng Rita lại từ chiếc hòm công đức chui lên, mình bóng bảy ánh vàng. Thấy Rita lấp lánh ánh vàng, đám tín đồ đều nói nữ thần Hoàng Kim hiển linh, biến cố đột nhiên tới này khiến bà Đồng mặt mũi biến sắc. Vốn định mượn sinh nhật của bản thân thể hiện một phen, kết quả lại bị Rita dành hết sự chú ý. Lúc này Angela cũng tới được thần điện, thấy Rita lần nữa rơi vào hòm công đức, bà sợ hãi tới mức suýt ngất đi. Một khi bà ta phát hiện Rita chính là đứa bé 7 năm trước, vậy thì kế hoạch báo thù của bà ta sẽ tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này các tín đồ phát hiện tất cả đồng xu lại là từ tiền đồng được nhuộm màu vàng. Các tín đồ phẫn nộ nói bà ta bôi nhọ sự ngoan đạo của họ. Bà Đồng thất sắc, thấy bộ mặt thật của mình sắp bị vạch trần. May rằng cánh tay đắc lực của bà Đồng xuất hiện ổn định cục diện. Cô nói bà Đồng bị người ta hãm hại, thậm chí còn đẩy chuyện này cho Rita gánh, nói rằng nhất định có người phía sau chỉ đạo cô bé. Bà Đồng cười thầm, vô cùng vừa ý với cách xử lý này. Đổ trách nhiệm thật nhanh, nhóm tín đồ vẫn đang hoang mang. Bà Đồng liền nói đây là sự thử thách của nữ thần với tín đồ. Nữ thần muốn xem ai mới là người thật sự trung thành. Tuy rằng tiền xu bị cháo, nhưng tôi sẽ dùng tiền của chính mình bù cho mọi người. Nói tới đây bà ta còn vờ vịt lau nước mắt. Một bên chồng của bà Đồng muốn xem trò cười của bà ta, nhưng không ngờ bà ta có thể nói ra những lời quỷ quái như vậy mà không thấy ngại, khiến cho ông ấy tức tới rơi lệ. Còn tên đồ đệ bên cạnh bà ta cũng không ngừng nói đỡ. Hắn nói những trang sức này là do cha mẹ của bà khi mất đã để lại. Điều này khiến cho đám tín đồ vô cùng cảm động. Raha thấy thời cơ đã tới, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Rita, thậm chí còn ép cung cô bé hỏi xem ai là người đứng sau. Một cô gái tốt bụng bên cạnh đã ôm lấy Rita vào lòng, cố gắng giải thích giúp cô bé, nói Rita còn quá nhỏ, nhất định là bị người khác lợi dụng. Raha lại càng được đà không buông, nói rằng trẻ con bây giờ cũng vô cùng ghê gớm, chẳng ai biết được sau bộ mặt ngây thơ này có phải ẩn giấu một ác quỷ hay không. May rằng bà Đồng quyết định bỏ qua chuyện này, không hề có ý định truy cứu. Nghe tới đây Angela mới tạm thở phào một hơi, nhưng lúc này bà Đồng bị sự xuất hiện của Angela làm cho giật mình. Angela vừa biết Rita là con của cô, bà Đồng liền nói trêu, cũng may con gái của cô rơi vào đó trước khi buổi lễ diễn ra, nếu không thì đứa trẻ này thuộc về ta rồi. Angela biết được bà ta đang nói tới chuyện 7 năm trước, khiến cho Angela cảm thấy bất an trong lòng. Buổi lễ mừng sinh nhật của bà Đồng ngoài mặt thì thuận lợi kết thúc, nhưng sau lưng lại âm thầm nổi sóng. Cùng với sự trở lại của Rita, những ngày tháng tốt đẹp của bà Đồng sẽ không kéo dài. Nhớ like và follow nhé, các tập sau sẽ càng hấp dẫn.